Hello, chào mọi người. Hôm nay đến sở bắt đầu đánh giá review chiêm ngưỡng một chiếc đánh giá một chiếc Toyota Hilux đời cũ đời 2006. Và nhìn chung rất là cũng là khỏe khoắn, nó hổn hơn. Đấy, đi vòng qua xem qua nó rất là khỏe, nó rất là rộng rãi luôn đấy, đầu cho rất là hầm hố, đầu của quán chưa sao hầm hố mạnh mẽ luôn đấy. Với đời 2006 là đời hơn của Toyota Hilux, là đời hơn 2006 là hơn 16 năm tuổi đấy. Với bán tải của chung là đối thủ Nissan Navara đấy. Xem với cái đèn thường, cái với lên cao tốc pha quất và pha này, với mặt ca lăng một chỗ vạch một chỗ màu bạc rất đẹp luôn đấy. Đèn sương mù, theo đường sương mù và đèn sương mù này. Với đời 2009, đời nâng cấp 2009 hôm 23, nó khác đèn, khác mặt ca lăng, khác ba đời sốc đấy. Với vành này, vành bé răng lớn răng sầu chấu kích thước là 16 inch. Sơn đèn xi nhan này, logo Hilux này, 2500 turbo, có đèn lớn thô thôi đấy, dài rộng khỏe khoắn, nó hầm hố thể thao luôn đấy, không hầm chuồng cứng. Cái nắp thùng này là độ đó đấy, cục điện thường phanh lùi xi nhan tiếp trông đẹp này. Với đời 2009 đèn giống như nhau luôn, có mỗi là đời 2013 khác đèn đấy, khỏe khoắn rất là bền đầm chắc luôn đấy. Cái này bốn bánh dẫn động là treo đòn buôn độc lập đa điểm nữa, sắp độc lập đa điểm với bốn bánh di động, có tùy chọn với bản số tự động, hay số sàn. Hilux có bản cửa hay cửa mở xòe ra như rôn roi luôn đấy, nhưng chỉ bên lái bên Thái Lan nó có thôi, ở Việt Nam chỉ có bốn cửa. Hilux đời này rất là hiếm luôn, Hilux này đời này rất là hiếm, đời 2008 trở lên bắt đầu đời 2008 trở lên đắp ra Việt Nam chạy nhiều. Nó ra Việt Nam nhập thái chạy nhiều ấy. Bây giờ cứ xem, bây giờ bền bỉ, giữ giá, ít hỏng sửa chữa bảo dưỡng nó rẻ, ít hỏng đồ vặt luôn, bền bỉ, lành đấy. Đấy, rồi cứ xem khoang nội thất như thế nào. Wow, đấy, chỉnh cơ bù nướng thôi. Cái bản này là 6 chỗ thì chỉ đến có thì chọn 4, tùy chọn 5 chỗ hay 6 chỗ thôi. Hiện tại là đây 6 chỗ, 2009, 2013 là 5 chỗ rồi. Đây là một chạm lên tự động này, 3 cửa sổ kính lượng, cơ bộ quá trung tâm qua kính, với các nhiều tính năng chọn luôn chỉ gương hết. Con này cụp gập gương, gập mở gương là bằng cơ. Với đời cao, đời 2009, 2013 là có mở điện. Đấy, đèn có các đèn gầm đang giật ra đèn trên tốc lô bảo vệ nên đây. Để xem khoang nội thất nhá, với vô lăng gật gù, chỉnh cơ hai hướng, có mặt đèn cơ gạt cơ này, có hai chỉnh cơ hai vùng tự động, chỉnh cơ hai vùng sấy kính trước sau smart này, hộp số 5 cấp này, với 2H đường tường này, cái L4 là đường mưa tuyết đá, đường mưa tuyết này, cái này L4 đường xấu, đường đá bùn này hết luôn đấy đó. Nó có số sàn, nó cấp số sàn dễ luôn. Đấy, có cả nhiều là công tắc của nó, ví dụ đây là
Đây có rửa đèn này, công tắc châm thuốc này, có hộp đồ để đồ để nhiều đồ thoải mái luôn đấy, ngăn để sạch thoại ví cho nước dây tờ này, cái này đài nghe em thôi. Với đề 209/23 nào, có màn hình này, màn hình nghe giao diện Bluetooth này, màn hình có màn hình cảm ứng này, rồi là có điều hòa hai vùng tự động rồi này, khác vô lăng nữa, khác vô lăng đấy, con này có hộp đồ giặt tàn trong thuốc hết này đấy, này cha nó nước này, oven mù gỗ này. Cái đời này chỉ chưa có tù khí, chưa có tù khí nào luôn. Đời 209 trở lên nào có tù khí rồi đấy. Loa thì loa thì 4 209 trở lên là thành số la rồi đấy. Anh này chắn nắng này đấy, chắn nắng luôn. 209 trở lên là có đèn hết đó, 5 cấp có cả bạn số tự động 4 cấp đó. Đây này, cái này chìa khóa mở khóa bật mở khóa thôi đấy. Đấy, xem khoang da sờ ra rất đẹp luôn đấy, xem khoang hàng cái sâu thế nào đây. Đây bản này là nhập khẩu, đây cái này của Thái Lan nhập khẩu, con này nhập khẩu nguyên chất từ Thái Lan luôn. Ngồi rất là rộng, như khoang cabin luôn, khoang cabin rất là rộng. Có nó hạ thắt đa phường trực ngao này, đèn này, hơn 4 cỡ học đựng đồ cho luôn này, nợ tôi cần cái chất sau 209 trở lên sẽ có bị tì tay rồi đấy. Sau rất thoải mái luôn, để sách tài liệu của vợ giờ báo này đấy, ngồi giữa rất thoải mái luôn đấy. Số tự động chỉ có khoảng hơn tầm 4-5 cấp thôi đấy, xem nghĩ là chỉ là 4-5-6 cấp thôi, nghĩ là chỉ 4 cấp đấy. Để xem khoang thùng thế nào đó. Đây chốt trẻ em này đấy, để tránh trẻ em bị nắm rơi xuống đường, để tránh rơi bị xuống đường ảnh hưởng nguy hiểm tính mạng cho người khác. Đây với thùng bán tải có thể là chở đi công trường, chở hàng hóa, chở đi chơi đi phượt đi xa, có thể chở nhiều đồ bao đi, cái này đi chơi đi phượt đuối luôn. Cái này ngồi ngắm cảnh này, nằm ngắm cảnh hết luôn đấy. Đây ống rất là nhẹ, cái này kín thôi, con đồ dễ. Cái này kiểu nó đổ nắp thùng luôn đúng như này luôn đấy. Lùi xi nhan vào phanh, xi nhan lùi luôn đấy. Bạch cơ bô này, bô đang chỉnh cơ gật gù hai hướng. Con này vài đời này ngày xưa là phải đối thủ xăng dòng Musso Sport đó. Xe này ngày xưa là giá là hơn 800 triệu, 7 ngày xưa từ 2008, 2005 rồi là 2009, 23 chỉ tầm hơn 700 đến 900 triệu thôi, xong xuống mất xuống giá hơn rồi 600 triệu, 500 triệu, 400 triệu, giá là rẻ hợp lý. Toyota là quá giá hợp lý luôn đấy. 209 trở lên nó có cảm biến sau rồi đấy, có cam lùi đấy. Để xem khoang động cơ thế nào nó. Mở nhầm nắp. Cái này, cái bộ kia rồi. Cái bộ này mở nắp cái bô bị hỏng. Okay. Thôi thông cảm, quay ở ngoài thôi. Với động cơ là 2.5 lít mấy dầu 4 xi lanh thang,
mã lực chỉ ở dưới 200 mã lực thôi, môi xoắn đại hơn mấy hơn 400 đến 600 nimi. Con này vận tốc tối đa 200 km/h, chứ là mất phải hơn mấy chục giây, 20 mấy chục giây là phải. Đấy. Và tôi xuống kỹ thuật đấy là máy dầu. Cái thùng trọng tải hơn 1000 kg, thùng lít đường chục lít luôn. Với cái xe bán tải rất là khỏe khoắn, hầu mô kiểu cơ bắp luôn. Đấy. Thôi mình quay video đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đăng ký like kênh YouTube mình nhá.